Xin chào các bạn, hôm nay mình đi chợ Costco các bạn. Vào chợ mới thấy được mấy cái cây. Hôm nay ở chợ về nhiều loại cây nè các bạn. Vào xuân rồi cho nên về cây để mình trồng ở ngoài á. Cây táo, cây đào. Ôi đặc biệt nè các bạn, có cây hồng, trái hồng á các bạn. Wow, ở đây đào nữa nè, còn ở đây là táo, còn bên này là trái nectarine. Ở trong đây là nectarine nè, con có trái màu đỏ, táo xanh nữa, táo xanh. Wow, cũng về nhiều loại cây các bạn. Giá của nó là 18 đô 99 sen các bạn, khoảng 19 đô. Mình lấy cái cây hồng về trồng thử nha cả nhà. Con gái chọn cây hồng đây. Ok. Và rồi mình để vào xe con ha. Con gái đang đứng lựa áo. Áo này để cho mình đi mưa nè. Ở Costco bán có 2 đồng 97 sen một cái các bạn. Con gái lựa hai cái ha. Dạ, đơn má mì với con mặc đi mưa. Ở đây nó có mấy màu luôn các bạn. Màu xám, màu đen. Ồ, nhiều ha. Đoạn này là màu tím lợt. Mình cũng thích cái màu tím này. Con gái chọn hai cái cho mình. À ha. Ok. Ở chợ Costco bữa nay bán bao tay nha con. Để cho mình làm vườn đó các bạn. Màu xanh với lại màu màu đen. Cái màu này dễ xài cho làm vườn nè các bạn. Giá của nó là 9 đô 99 sen, khoảng 10 đô các bạn. Nó bớt được 3 đô, còn 6 đô 99 sen. 7 đô các bạn. Ở đây có nhiều đôi con? 10 thát. Ồ, có 10 đôi rồi. Ở chợ Costco bán mấy cái miếng, cái loại thảm này mình để trong nhà hoặc ở ngoài cũng được nè các bạn. Cái loại này mỏng á. Mình mùa hè mình để ở ngoài cái dép của mình á. Mình để bàn ghế ngồi ngoài cũng được á các bạn. Các con mình đang chọn mua. Con lấy màu đen hả con? Ừ, lấy màu đen cho nó sạch cũng được. À. Rồi mình đi lại đây mình coi đồ nữa nha con. Wow, chợ hết rồi, về bông đẹp con ha. Cái cây bông lavender hả con? Wow, màu tím đẹp quá, rất là tươi luôn. Giá của nó là nhiêu con? 22 đồng, 21.99. Khoảng 22 đô các bạn. 21 đô 99 sen. Đẹp quá con ha. Dạ, mình đi vô hàng dứa gợt với lại phô mai. Con gái kiếm cái phô mai để mua các bạn. Mình đi vào cái hàng phô mai nè con, để mua cái phô mai này về mình làm bánh tráng ăn á. Đây là có cái loại nào, nó nhiều loại lắm. Cái này cheddar, còn cái loại kia là 5 loại cheese rồi. À, 5 loại cheese rồi. Và cái này không? Vậy đây nữa nè. Nhiều loại cheese lắm ở đây bán. Mà bán cái bịch to to không à. Rồi. Con gái lấy cái bịch chip này về. Giá của nó là 14 đô rưỡi hả con? Dạ đúng rồi. Hôm nay đi chợ là coi như xách hai xe luôn. Có các con đi theo để phụ. Rồi, mình kiếm bánh tráng nữa con. Bên đây là bán mấy cái hàng hém á các bạn, sắp sẵn á. Để mình ăn với tráng quỳt đó các bạn.
Đây, ở chỗ này bán bánh tráng nè các bạn, nhiều loại bánh tráng để làm hết. Con trai lấy cái một dĩa bánh tráng. Bánh tráng này mình làm nóng ăn với phô mai rất là ngon luôn các bạn. Giá của nó nhiêu con? À 6, đây nè. 6 đô 99, 7 đô ha. Dạ. Yeah. Đây. Rồi, mua về là có món bánh tráng phô mai rồi ha. Ok. Cơm này không có vỏ, 14 đô 99 cent, cho 2 phao, bịch như vậy là 2 phao. Wow, chợ Costco bán nước nè các bạn, quá xá luôn. Một két nước như vậy nè các bạn là 40 chai, giá của nó là 3 đô 99 cent, khoảng 4 đô các bạn. Giờ mình mua nó có limit không con? À không có limit ha. Ok, để mình mua mấy két nha con trai. Đây mấy cha con giờ khiêng mấy két nước vào xe. Lúc trước á các bạn, khi mùa dịch á, mấy cái nước uống với lại giấy đi toilet á các bạn là bán vải lý mịt cho mình một hoặc là hai thôi các bạn. Rồi sau đó lên được nước này thì lên được ba két. Hôm nay thì thoải mái rồi, mua không có giới hạn nữa. Mình mua mấy két con? Bài. Ok. Mấy đứa con đấy mua 5 kết, tại sẵn cũng có mấy đứa nhỏ nó phụ á, nên sẵn mua 5 kết luôn. Còn đây là nước giặt đồ các bạn, để vào cho thơm á, cái rau này nè. Giá của nó hôm nay là 11 đô 49 cent các bạn, khoảng 11 đô rưỡi. Mình cũng mua về để vào giặt đồ, giặt khăn tắm đồ rất là thơm luôn các bạn. Ngồi đi. Mấy cái nước nặng quá. Tính tiền xong rồi con gái nha. Tính tiền xong rồi. Con gái mua kem. Very sunny. Very sunny. Một ly kem như vậy là 2 đồng mấy á các bạn. Còn cái bánh chicken strip này là 3 đô. Con gái mới mua cái áo giờ thử liền luôn. Được đó con ha, có 3 đô à. Có nón luôn hả, thử cái nón coi. Coi như là nóng hổi luôn á, mới mua là chỉ thử liền luôn á. Trời dễ thương quá, đi mưa. Nha, yeah, cái màu này má mày cũng thích nữa. Yeah. Đẹp á con. Có túi luôn. Oh. Bởi thấy 3 đô không cần suy nghĩ gì hết á, mua liền. Dễ thương con ha. Thank you.
trời hôm nay rất là đẹp luôn các bạn. Mình chia sẻ đến đây. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye. See you next time. Let's go.